moi je suis un lutin. Je suis un lutin. Tu n'es pas un lutin, si, je te dis. Je suis tout petit. Ça marche pas. Thưa quý vị và các bạn, mình đang có mặt tại Annemasse. Đây là một cái thành phố nhỏ trong vùng Ostrava của mình. Annemasse đang tổ chức hội chợ Noel. Cũng như tất cả mọi năm thì nơi này luôn có cái hoạt động gọi là Bonjour d'hiver, tức là chào mùa đông. Và ở đây thì luôn có những cái hoạt động để làm cho hội chợ Giáng sinh trở nên vui vẻ hơn, sinh động hơn. Tôi biết nói tiếng Việt hả? Xin kính chào quý khán giả đang đến với kênh Nước Pháp Có Gì Hay. Thưa các bạn, bữa nay ở vùng mình thì tuyết trắng mênh mông. Không biết tuyết sẽ ở lại được bao lâu, nhưng mà sắp Giáng sinh rồi mà có tuyết về thì cái niềm vui nó rộn ràng rạo rực lắm các bạn. Năm nay tiết trời ấm áp, mùa thu cũng còn chần chờ mãi chưa chịu đi, thì bỗng nhiên Noel tới cho nên tuyết đã về. Thành ra bây giờ cây cối nó cũng vội vàng, nó trút lá cho kịp hòa nhịp với mùa thưa các bạn. Không phải một mình chưa kịp trở tay với mùa, mà cây cối nó cũng chưa kịp trở tay nè các bạn. Cho nên bây giờ là coi như nó phải tranh thủ, nó trút lá ào ào ha. Bữa nay Tổng Tổng và Lo Lo sẽ đi ra phố để mua quà Giáng sinh, coi thử có cái quà gì có thể mua được cho gia đình hay không. Đây là Annemasse, cái thành phố nó nằm ở biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ các bạn ạ. Đây là một thành phố nhỏ thôi, và đây là hầu như là cái thành phố để mà người ta gọi là thành phố để ngủ. Người ta làm việc bên Geneva và người ta về đây. Mình nghe có tiếng nhạc rất gần. Wow, hội chợ Noel. Hội chợ Noel ở Annemasse thì có rất là nhiều gian hàng các bạn, có cả đồ lưu niệm, những cái đồ vật để trang trí cũng như là thực phẩm nè, đồ ăn rồi sô cô la rồi rất là nhiều ha. Nhưng mà đây không phải là những cái món quà mà mình nhắm tới. Ở đây mình cũng bị mê mẩn bởi những cái món đồ da đó các bạn. Có bạn nhờ mình mua giùm những tấm da bò lớn, nhưng mà ở đây thì anh này anh không có nhiều sự lựa chọn các bạn. Thank you so much. I will discuss with my friend and... Và bạn Lo nói là ảnh không có cái shop, ảnh chỉ có bán như vậy thôi chứ không có một cái tiệm ở một chỗ cụ thể, cho nên là bạn Lo bạn khuyên mình là nên thảo luận với bạn mình và nên mua ở chỗ nào mà nó có cái tiệm cụ thể á, có gì để còn ý kiến hay cò. Những em bé đang đùa giỡn với tuyết, nghịch ném nhau rất là vui. Ở những cái hội chợ như thế này, người ta luôn sắp đặt những cái trò chơi truyền thống để cho trẻ con nó tới nó chơi thưa các bạn. Và ở đây thì mình thấy rất là nhiều. Các gian hàng cũng khá nhộn nhịp ha. Không riêng gì ở Annemasse mà hầu như ở tất cả các nơi ở Pháp, từ thành thị cho tới thôn quê, cứ mỗi lần mà có những cái lễ hội, đặc biệt là cái dịp lễ hội cuối năm, thì lúc nào người ta cũng có rất nhiều cái hoạt động văn hóa truyền thống.
vui chơi, giải trí rất là phong phú để cho cả người lớn và trẻ em đều có thể tham gia vào. Và bây giờ đoàn tàu trong cổ tích đang nhả khói và từ từ lăn bánh. Nó sẽ đi đón các bạn nhỏ và chở các bạn đi một vòng. Người lái tàu sẽ tìm ra những tên quỷ nhỏ để tặng quà và chở các bạn đi một vòng hoàn toàn miễn phí. Hôm trước thì Lola và mình đã đi kiếm quà để mua một lần rồi, nhưng mà chưa có cho nên đi về tay không. Chưa có món quà nào vừa lòng hết. Và bữa nay thì hai vợ chồng mình đã trở lại thành phố Almas. Nhân tiện thì bữa nay cũng là cái ngày mà Almas tổ chức cái ngày lễ Bonjour Noel. Ôi, chuyến tàu đang tới các bạn ơi. Người lái tàu đã dừng lại và đã xuống giao lưu với các em nhỏ ở đây. Tu les luta. Mais moi je suis un lutin aussi. Oui. Attends, on va voir. Je peux monter? Ah d'accord. Nếu mà cái này reo thì mình là một lutin, mà nếu không reo thì không phải lutin. Non, t'es pas lutin toi. Oh non, ça sonne. Oui, ça sonne. Ông vạch tay, ông kiểm tra và ông đã chụp cái máy đó lên đầu mình để coi thử máy nó reo không. Nếu nó reo thì mình mới là tên quỷ nhỏ, mà nó không reo. Còn với bạn này thì nó reo nè. Oh là là. Bạn nào được chứng nhận là tên quỷ nhỏ thì sẽ được làm phép và tặng quà. Cô này cô cũng định làm phép mà bị ông la. Đó, như vậy là trẻ con, người lớn gì cũng vui hết các bạn ha. Mấy em nhỏ thì được quà nè, được vui chơi. Mà trẻ con vui thì ba mẹ, ông bà cũng vui luôn. Và do vậy, Noel nó có cái để cho người ta mong đợi, phải không các bạn? Rất tiếc là cái chuông nó không reo cho nên là nó không xác nhận mình là một chú lùn, mặc dù mình rất lùn. Thành ra là không có quà, không có kẹo gì cả. Moi je suis un lutin. Je suis un lutin. Tu n'es pas un lutin. Bạn Toản cũng cố kỳ kèo vớt vát mà không được quà. Thảm. Thôi bây giờ mình phải tập trung đi đi tìm quà và đi mua quà thôi các bạn. Hàng quán người ta mở ta bán quá trời. Mà ý tưởng về quà thì hai vợ chồng mình vẫn chưa có. Tới đây coi thử là các tiệm người ta có tạo ra những cái ý tưởng gì cho những người mà hơi nghèo nàn về ý tưởng như vợ chồng mình không. Bạn kia bán lại lạng qua lạng lại, kêu tham gia vào video thì không chịu đâu, nhưng mà lạng qua lạng lại phá bỉnh thì vẫn chịu. Qu'est-ce que c'est? Cái gì đây nó hay lắm các bạn ơi, để coi thử coi. Rasta Ferrari. Oh la la. Họ đang điều khiển một cái cỗ máy. Và anh kia ra sức đạp, nhưng mà đạp có vẻ như không có ăn thua gì hết. Phải kéo và đẩy mới được. Ồ, đồng hồ T-shirt. Đây là những cái đồng hồ mà kiểu cũ thời xưa ha các bạn ha. 475 euro nè, 295, 335. Những cái đồng hồ đó là bỏ túi. Wow.
trời quá đất đồng hồ ha. Trời ơi, 5.300 một cái đồng hồ Pekinie và 4.200 nè, 2.500, 2.700, 7.500 cái bên trong các bạn ơi. Wow, đồng hồ quá trời quá đất ha. Còn ở dưới này thì 1.400, 970, 850, 1.000, 2.100, 2.900. Quá trời sự lựa chọn hay đồng hồ ha các bạn ha. Nhiều quá trời nhiều đồng hồ Oris. Bạn lo lo bạn đi đâu ở trong cái shop Yves Rocher đây? Không biết là bạn định mua cái gì ở đây. Wow, rất là nhiều mỹ phẩm ha. Cái hãng này thì người ta thương mại suốt rồi các bạn ơi. Mình cũng không biết là mình có thể mình mua cái gì ở đây. Tại vì mình hầu như là không có dùng mỹ phẩm gì mấy. Mình đang coi thử có thể mua cái gì cho của em chồng của mình ở đây hay không. Tu penses c'est une bonne idée? I don't know if you don't know. Pétales de rose sur les mains, la crème. Oui. C'est baume, corps et chemin. Oui. Đây là những cái hộp quà người ta làm sẵn nè. Nhưng mà ví dụ như có những cái mà mình để mình để tắm ở trong bồn á các bạn. Bạn lo lo, bạn nói không chắc là cô em mình cũng có thời gian để cô tắm mấy cái đó. Mà cô thì cũng không dùng mỹ phẩm gì luôn. Người Pháp mà ở thành thị thì người ta trang điểm đồ ha. Nhưng ở nông thôn thì người ta cũng sống giản dị lắm. Chắc có lẽ là người ta dưỡng ẩm da là xong đó các bạn. Người ta ít người trang điểm ha. Nếu có trang điểm thì người ta chỉ trang điểm mắt rồi là chính thôi. Hàng quán trong mùa Noel, tiệm, shop vân vân thì rất là lung linh, rất là rực rỡ. Nhưng mà quần áo thì là chắc có lẽ là mình không mua rồi đó các bạn. Tại vì mua nó phải hợp cái gu, phải hợp gu quần áo. Dạ. Wow, cái tiệm hoa này đẹp quá ha các bạn ha. Đây nè, những cái la couronne này là người ta để trên bàn để trang trí Noel, để cho cái bữa tiệc Giáng sinh đó các bạn. Và nó sẽ ở đó cho tới năm mới luôn, thường thì vậy. Đây người ta bán rất là nhiều. Mình không nghĩ là cô em chồng của mình của thích trang điểm đâu. Trời ơi, những cái hộp quà này nè, mấy đứa cháu chồng, có một đứa cháu chồng là con gái, nó thích lắm. Mà năm nào cũng tặng những cái hộp như thế này cho nó có nhiều lắm, gia đình ai cũng tặng. Nocibe. Một hộp gì mở ra là đủ thứ sắc màu hết á, ai mà thích trang điểm là mê những cái này. Ồ, ở đây mình thấy có cái tiệm đồ gia dụng nè, mình vô coi thử coi. Đây các bạn, toàn là chén bát rồi muỗng vá. Những cái này nó bằng inox nè các bạn. Nhìn nó cũng tinh xảo và trang nhã, đẹp đẽ ha. Cô bán hàng này cô rất là dễ thương. Cửa hàng của cô toàn là những cái món đồ gia dụng khá là xinh xắn. Mình nhìn thấy là mình mê quá trời. Nhưng mà có những món cũng rất là đắt. Có những cái bộ sưu tập hay những cái món giống như là cây rửa, để rửa trái cây nè các bạn. Đó, nhưng mà những cái mà ở trong tủ kiến đó là có giá rất là cao nha các bạn ha. Mình đang nhờ cô tư vấn cho mình những cái món hàng mà nó phù hợp với ngân sách của mình. Đây là những cái chén nhỏ mình có thể dùng để bỏ sốt vào trong đó, hoặc là các loại nước chấm, hay là kể cả cái trứng luộc đó các bạn. C'est possible, les quatre. Voilà, ça c'est possible. C'est joli, moi j'adore des choses comme ça, madame. Cuối cùng thì mình cũng cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì đã chọn được một số món quà cho
hai gia đình của hai người chị em chồng của mình. Đó, bạn Lala cứ nói là mình chưa có ý tưởng gì về quà tặng hết. Cái mình nói thôi thì mình đi ra ngoài phố, mình ra đó mình coi thì mình mới thấy, thì ý tưởng nó mới bật ra được, phải không quý vị? Merci beaucoup, voilà. Madame, c'est gentil. Merci. Et bonne fête aussi. Merci également. Oui, passez un bon week-end. Merci. Au revoir. Mua được quà rồi là khỏe rồi các bạn ơi. Maroc thắng, Maroc thắng. Bravo, Maroc. Maroc thắng, Maroc thắng. Lần đầu tiên người Maroc họ vào được tới bán kết thì phải. Trời ơi, họ vui mừng, họ bắn pháo hoa rồi họ đi bão dọc đường, làm kẹt xe quá trời các bạn ơi. Mùa này mình không có coi mà mình cũng không có rành bóng đá, không có đam mê bóng đá. Wow, thành phố đã lên đèn rồi các bạn. Các bạn đã thấy là trên những cái bức tường, trên những tòa nhà, người ta đã chiếu đèn ánh sáng lên rồi ha. Hả? Đẹp quá trời đẹp luôn. Các bạn thấy không, lá mùa thu nó vẫn còn đỏ rực nè. Đó, đèn trang trí Noel thì đã lên rồi mà lá mùa thu thì vẫn còn đỏ rực. I made a mistake. Yeah. This is Shopee. Ah, so come to see here. No, come to see a little bit. It's a good day. Bạn Lo nói là ui em ơi, hồi nãy anh dẫn em vô lộn cái tiệm đồ gia dụng hồi nãy rồi. Tiệm mà anh muốn dẫn em vô chính là cái tiệm này nè. Lộn tiệm thì vô lại coi thử trong này có cái gì nữa, có thể mua được hay không. Tiệm này thì cũng có bán những cái món đồ giống tiệm hồi nãy nhưng mà nó lớn hơn nhiều và nó có rất nhiều sự lựa chọn. Trời ơi là nó đẹp. Mà giá của nó thì cũng hết hồn luôn. Trời ơi những cái vật dụng này. Trời, các bạn thấy cái này không? Nó đẹp quá, trời đẹp luôn. 1.000 một cái này các bạn ơi, 1.000 một cái. Này là những cái vật dụng gia đình mà được người ta design độc đáo, rất là đẹp. Đặc biệt là nó hữu dụng. Cái này là chắc cái bình uống rượu nè, 689 euro một cái. Cái này là bao nhiêu? 65. Cái này 2.001. Nhưng mà thực ra là nó làm gì mình cũng không biết nữa. 2.001 một món này các bạn. 56 euro một món như thế này. Nhưng mà bên trong đó rất là hay nha các bạn ha. Nó có những bức tranh nè. Khi có đèn lên thì nó sẽ có những bức tranh nè ha. Đó, những cô phụ nữ múa ballet nè ha. Mình đang coi hàng thì có cái cô nhân viên của Lại cũng mời ăn bánh. C'est vrai. Merci. Regarde, j'aime bien mais quand je regarde oui, c'est la panthère. Oui. Oui. Mais après on a des choses qui sont abordables, vous voyez. Le bougeoir, il est à 9,90. Ah oui. On essaye d'avoir pour tout le monde. Ah, merci, c'est gentil. Đây, cái tiệm này nó có những cái thứ tới mấy ngàn nhưng mà ngược lại thì nó cũng có những cái món chỉ có 20-30 đồng này thôi. Họ nói là ý tưởng của họ là có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể mua được chứ không phải chỉ riêng dành cho người giàu, cho nên mình sẽ kiếm cái gì đó mình mua ở đây. À, những cái đựng muối đựng tiêu này 24 euro nè, cũng được đó chứ hả.
24 euro một cái. Đây là cái thớt bằng gỗ thông, nó có hai mặt, một mặt dùng để cắt bánh mì và cái mặt mà nó có cái khía này á là để mình để thịt roti á các bạn, và mình lấy được cái nước sốt của nó. Coupe de jambon de. Bạn lo lo bạn nói đố em cái máy đó dùng để làm gì? Mình nói chắc để cắt jambon rồi saucisson rồi. Cô bán hàng cô nói chính xác đúng rồi. Mình chọc bạn lo lo mình nói anh thấy không, vợ anh cũng thông minh chứ đâu đến nỗi. Gần 287 euro một cái nồi inox này các bạn. Trời ơi, một cái thế giới đầy đẹp đẽ, sang trọng và đầy màu sắc. Cái đồ để đựng bánh mì, đựng trái cây rồi vân vân nè. Nó bằng metan. Nó bằng kim loại. Cũng khá dễ thương các bạn ha. Mình tưởng nó bằng gỗ chứ. Bạn lo lo bạn muốn tặng cho mình cái ghế này. Ý bạn là tại vì mình thích ngủ á các bạn. Quá trời, cái món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh mà hữu dụng. Giá cả cũng dễ thương, cũng dễ mua nữa. Mình thích quá trời quá đất luôn. Quelle surprise. Ở đây mình cũng chọn mua được một vài món cho cá nhân mình đó các bạn. Mấy cô bán hàng cũng dễ thương, niềm nở quá trời. Yuhu, la la. T'es content avec tous les cadeaux. À, ở đây có trượt patin nè. Ồ, có tuyết rồi cho nên là các em nhỏ tha hồ mà trượt. Đây là hội chợ Noel của thành phố Annemasse về đêm nè các bạn. Người ta cũng chiếu rất là nhiều đèn nghệ thuật ánh sáng lên các tòa nhà giống như những thành phố khác ha. Ở Annecy người ta cũng chiếu đẹp lắm các bạn, năm nào cũng chiếu, mỗi năm một cảnh khác nhau. Các bạn nghe tiếng bắn pháo hoa đi đùng không? Người Maroc người ta ăn mừng chiến thắng vào bán kết của người ta đó. Hả? Hoàng! C'est ma copine! Tu vois, je t'avais dit. Ui, không hẹn mà vô tình mình gặp lại bạn mình các bạn ơi. Hơn 2 năm rồi tụi mình mới gặp lại ở đây. À vậy hả? Ừ, dễ thương quá vậy. Rồi hôm tới đây ông xã đâu? À, chồng em đi làm chuẩn bị về. Chào chú, chào cô. Chào chú. Có biết nói tiếng Việt hả? À, nói tiếng Việt. À, bữa nay chắc nó nói tiếng Pháp bằng rồi đúng không? Chị ơi, em cảm sao? Trong khi mình với bạn mình đang ríu rít bàn chuyện là bữa nào họp mặt ăn tiệc Noel hay là tiệc đầu năm mới với nhau, thì bạn lo lo dẫn em bé của bạn mình đi mua kẹo. Bạn khoái em bé lắm. Mà các bạn thấy em bé của bạn mình đẹp không? Y như một thiên thần á, lúc nào cũng cười hết trơn á. Elle dit merci tonton. Con có chi? Không có chi. Không có gì. Không có gì. Bạn được sushi, không có gì. Tu veux ouvrir? Vô tình mà gặp bạn vui quá trời vui. Buổi chiều bạn lo lo nói sao em không hẹn bạn em ra uống cà phê. Mình nói trời ơi mình chưa có mua quà rồi gì hết, không biết có đủ thời gian không. Vô tình mà gặp ở đây cũng vui rồi. Thôi để bữa nào gặp với nhau rồi à, hai nhà xúm lại ăn uống với nhau cho vui. Còn bây giờ tụi mình đi về, tới giờ về coi bóng đá rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình nha. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Au revoir, bye bye.